Rất vui hôm nay trong clip này mình lại được giới thiệu đến các bạn những sản phẩm loa cao cấp. Và trong bài này mình sẽ giới thiệu cặp loa kép 303 thay SB161126. Đây là một dòng thiết kế bút xe và có chất âm rất là ấn tượng, và mức giá còn rất là vừa phải, chỉ có 5,5 triệu thôi. Model của nó là kép 303, còn cái tiền cái hậu tố phía sau là để phân biệt cho những là dòng 303 khác. Thì bây giờ mình sẽ quay sau lưng để cho các bạn dễ hình dung hơn vì sao mình lại đọc là thay 1126. Thì đây tay SB1126 rồi. Đây các bạn có thể thấy cái model là 303, nó có một cái dòng chữ là thay SB1126 8 ohm, có nghĩa là cái kiểu này là ba model 303, nhưng mà cái kiểu là SB1126. Nó có những kiểu khác như thay 303 series 2 hay 303 SB gì đó rất là nhiều. Còn cái dòng mình đang sử dụng là SB1126 made in England nha các bạn. Các bạn có thể thấy dòng chữ made in England ha. Đó, rồi gắn dây loa. Đôi loa này được sản xuất vào những năm thập niên 80. Như các bạn đã biết thì kép cũng là một trong những hãng âm thanh rất là tên tuổi của Anh Quốc. Nó nằm trong nhóm Big Three, có nghĩa là ba ông lớn của Anh Quốc, bao gồm Tannoy, BMW và kép. Thì trong đó Tannoy và BMW là những nhóm đi đầu và kép là nhóm thứ ba. Kép 303 có thiết kế một cái lưới trùm nguyên cái loa. Khi chúng ta muốn xem loa thì chúng ta sẽ tháo miếng nhựa phía dưới để kéo lên. Có nhiều dòng loa này gọi là những dòng loa tục quần, nhưng mà đôi loa này thì phải gọi là đôi loa lột váy, tại vì lột từ dưới lột lên. Nói dân gian cho vui vậy thôi, chứ còn cái thiết kế này mình thấy nó rất là có ích, thì nó bảo vệ được cái màn loa khỏi những cái con vật hoặc là những cái những trẻ con nó chọc vào phá lủng loa. Đôi loa này là nguyên bản mình nhập về từ Anh Quốc về, và theo đánh giá của mình thì chất âm so với mức giá 5,5 triệu thì đây là một chất âm khá là tuyệt vời. Nó là một loa một bát 20 và một loa trép, để mình sẽ có clip tháo ra cho các bạn xem rõ hơn. Cái bát này nó nhọn ba góc, là một cái dòng bát rất là đặc trưng của hãng kép. Thì chúng ta thường thấy những dòng reference nó thường có bát nhọn ba góc, thì đôi loa này cũng có bát cái nhọn ba góc như vậy. Chất âm của bát này rất là mềm, rất là hay, tiếng rất là sạch sẽ, trong trẻo, mượt mà. Bây giờ mình sẽ ghép cho các bạn nghe thử nha. Rồi chốt cái đầu, mình mở cái đĩa lại đã. Cái đĩa nó bị trầy xước hay thế nào mà. Rồi chốt nha. Trong lúc chờ đợi thì mình quay cái loa gần gần cho các bạn xem một chút. Nó có thiết kế chiều cao khoảng 50 cm, chiều ngang là khoảng 28 và chiều sâu là khoảng 22 đến 25. Một thiết kế rất là đẹp. Để mình chuyển qua cái đầu đĩa khác, mình bỏ cái đĩa này nữa, hơi bị kén. Ok, thì các bạn lưu ý đôi loa này chỉ có mức giá 5,5 triệu thôi, rất là hợp cho những ai có nhu cầu chơi loa Anh Mỹ mà mức giá có tầm tiền không có quá nhiều. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé. Thank you.
chơi quen đất lạ, nhiều đông lắm Hà Nội tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm. Người đang lính khổ viết bởi câu ca, vì tiền hay thiệt tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu lính bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý là nên viết văn chương lóp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, âm đàn thay tiếng bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn thay tiếng rồi. Mình đã hoàn thành xong video giới thiệu về cặp loa kép model 303 và cũng như test cho các bạn nghe thử một bản nhạc. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên, bấm nút like và chia sẻ nếu các bạn cảm thấy thích video này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.